Bộ Nông nghiệp em xin chào tất cả anh em đang nghe radio cassette trên toàn quốc. Tổ chức diễn đàn em lại tiếp tục giới thiệu cho anh em con đài radio nhé. Đầu này thì lên rất nhiều các cái mẫu radio các bác lựa chọn. Các đại biểu cho rằng Nativ na Panasonic hôm trước con lên một con như thế này tăng năng suất chất lượng nông sản bán rồi, mà còn tiếp tục môi trường giảm thiểu việc sử dụng vệ sinh một con khác tiếp theo lên mà bán cho các bác nhé. Lên cho các bác Marin da Phan này. Bao da chữ dập nổi này các bác, chữ dập chim này. Nông nghiệp chính xác để giúp ngành nông nghiệp tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời giúp ngành này chất lượng tốt hơn với những rất là đẹp nhá. Theo ông Cao Đức Phát, chủ tịch Hội đồng quản trị Panasonic RF-850. Công nghệ sinh học cũng lên một con mặt trắng như thế này. Mà rào cản lớn nhất, anten zin theo máy, anten zin theo máy. Không chỉ là xu hướng tất yếu. Máy này đang còn rất là đẹp. Nông sản Việt. Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học này và công nghệ số cho phép nâng cao hiệu quả nghiên cứu và này phát triển công này nghệ sinh học để không tụt hậu, cần FM, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt và ứng dụng các xu hướng mới. Đây em đang dùng ba pin nhé. Là phải quán triệt và nghiêm túc thực hiện các bác có thể cắm nguồn điện AC này. Đây có nguồn điện AC này. Đầu tư thỏa đáng, tháo gỡ 90 cho đến 114 tùy ý nhé. Sinh học Việt Nam cất cánh thế giới. Đây các bác nhìn, nó phải nhìn này. Cái này chỉ có dấu tay sờ vào thôi. Rất là đẹp. Úc có tổng cộng 163 thương nhân đây, tại 23 tỉnh thành phố đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Rất là đẹp. 9 tháng qua, xuất khẩu gạo này cả nước rất long lanh nhé. 7 triệu tấn, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng kim ngạch 4 tỷ 370 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây thì em đang để ở FM này. Giá gạo xuất khẩu trong tháng 9 tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhận định từ các chuyên gia, mặc dù nguồn cung phân khúc gạo trắng Basmati mà Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm không có nhiều, nhưng trong bối cảnh thị trường gạo thế giới có thể có biến động mạnh do nguồn cung tăng. Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi bị bỏng nghi bị bạo hành ở quận 8, sáng nay Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn sinh năm 2000, bố của bé trai, và Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 2002 cùng ngụ quận 8 để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và các tình tiết liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Hai cùng ngụ quận 8 để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và các tình tiết liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phát là một tiếp kênh. Theo là một số thông tin về thời tiết. Hôm nay khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục duy trì thời tiết khá dễ chịu, chiều trời nắng. Em vừa kép thì chắc giờ này bắt được. Đấy, đây là băng tần FV kép các bác. Băng tần FV kép này. Ở giữa. Tùy vào giờ trong ngày như các bác nhé. Băng tần FV kép này không phải khu, không phải lúc nào cũng bắt được. Bởi vì nó bắt các cái kênh của nước ngoài nên là tùy từng lúc, tùy từng giờ khác nhau. Có những giờ bắt được, những giờ không. Đấy, FV kép này cũng bắt được của Việt Nam nhưng mà nó yếu. Em chuyển sang MV kép nha. Máy rất đẹp các bác, rất đẹp, rất đáng được chơi, sưu tầm. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại để đang hiển thị màu đỏ ở trên màn hình này các bác nhé. Đây, và các bác mới theo dõi kênh, chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh này. Để hôm ngày em có lên những các video đài radio và đài radio các xét. Một huấn luyện viên lặn người Ukraine do nghi ngờ tham gia vào vụ phá hoại đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc từ Nga sang châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ bên đứng sau vụ nổ phá hủy 3/4 đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án dòng chảy phương Bắc. Nga và phương Tây đã cáo buộc lẫn nhau và chưa ai nhận trách nhiệm.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo một máy bay quân sự đã đưa 96 công dân nước này trở về từ Liban. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận đã sơ tán an toàn hơn 200 công dân nước này khỏi Liban. Hoạt động sơ tán được tiến hành thành hai đợt. Đại sứ quán Trung Quốc tại Liban vẫn tiếp tục hoạt động. Công dân Trung Quốc ở... FM90 thì em đã dò lên 108 rồi các bác nhá. Đấy, đã dò lên 108 rồi. Mà em vừa test rồi các bác ơi. Cho phép lực lượng chức năng bắt giữ những nghi phạm băng nhóm mà không cần ra lệnh của tòa án. Đây là lần gia hạn thứ 31 kể từ khi quốc gia Mỹ Latin này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kể từ tháng 3 năm 2022 và là lần thứ hai kể từ thời điểm Tổng thống Nayib Bukele tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi tháng 2 vừa qua. Tổng thống Bukele cũng đã áp dụng chiến dịch có tên gọi là bàn tay sắt giúp quốc gia này trải qua 600 ngày liên tục không ghi nhận quá án giết người. Còn tại Haiti, ít nhất 70 người gồm nhiều phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng và hơn 60 người phải chạy trốn trong một vụ xả súng giữa các băng đảng ở nước này vào hôm qua. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, các thành viên băng đảng Granit đã sử dụng súng trường tự động để bắn vào người dân, đốt cháy hàng chục ngôi nhà và phương tiện giao thông. Vụ việc này diễn ra